của chúng tôi hiện tại là có 66 bệnh nhân và 59 người nhà, tổng số 125 người. Hầu hết các bệnh nhân đã được mổ từ trong khoảng độ 10 ngày trở về trước, kèm theo một số bệnh nhân đang chờ mổ và bệnh nhân sinh thiết. Hầu như là các bệnh nhân đều nặng. Nhân viên ở đây thì anh em làm công tác chuyên môn rất vất vả. Các thành viên trong khoa chúng tôi thì đều có sức khỏe tốt và đã được làm test sàng lọc Covid đều cho kết quả âm tính. Về tinh thần thì tất cả các anh em đều nỗ lực, đồng lòng, quyết tâm cùng với cả bệnh viện cũng như là của toàn dân để chúng ta phòng chống dịch với tinh thần cao nhất, truyền cái cảm hứng đấy cho các bệnh nhân trong khoa cũng như người nhà trong khoa. Nhân viên y tế ở các bệnh viện tuyến đầu như vậy thì cả tôi và chồng tôi đều xác định trước là việc này có thể xảy ra, cho nên chúng tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần và thực tế là cũng đã chuẩn bị hết tư trang để sẵn sàng khi mà có cách ly và bệnh viện yêu cầu là chúng tôi lên đường làm nhiệm vụ. Về chuyện này thì hai vợ chồng cũng đã nói chuyện với con gái, cũng đã hỏi con gái là nếu như bố mẹ bị cách ly thì các con sẽ như thế nào. Thì con gái cũng trả lời thực như bố mẹ không về được nhà thì con cũng sẽ ở nhà trông em ăn rồi học và sẽ gọi điện cho bố mẹ hàng ngày. Đấy thì khi mà dịch bệnh xảy ra như vậy thì thực sự là tôi cũng cảm thấy rất là yên tâm, bởi vì là toàn bộ những cái công tác về chuyên môn đảm bảo an toàn cho bệnh nhân ở trong khoa phòng cho người bệnh thì đã có cái sự chỉ đạo rất là sát sao của lãnh đạo bệnh viện, chúng tôi luôn tuân thủ những cái chỉ đạo này. Còn về phía gia đình thì thực sự là rất là xúc động vì những người thân trong gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và kể cả những bệnh nhân cũng gọi điện hỏi thăm và mong muốn được chia sẻ, được chăm sóc cho hai con ở nhà. Thì tất cả những cái điều đó cũng làm cho tôi rất ấm lòng và yên tâm công tác. Qua đợt Covid đó thì tôi ở lại đây thì tôi rất là sức khỏe, tôi rất là khỏe. Và các bác sĩ ở đây rất quan tâm đến tôi. Các bác sĩ này rất là tốt, tận tình. Chăm lo cho chúng em từng đi từng tí, người nhà ở nhà là cái yên tâm. Ở trên đây cực kỳ sức khỏe đảm bảo, không vấn đề gì hết. Và tôi có một lời nhắn nhủ là tất cả các thành viên trong các gia đình của nhân viên cũng như của các bác bệnh nhân đang nằm ở tại khoa chúng tôi cũng như của toàn bệnh viện thì hãy yên tâm, tin tưởng các đội ngũ nhân viên y tế của bệnh viện ca và tin tưởng cái chính sách chủ trương của Đảng và Nhà nước và hy vọng chúng ta sẽ dập được dịch càng sớm càng tốt. Tôi yêu bệnh viện ca.